Con xin kính chào quý bà và anh chị em. Chúng ta đọc tin mừng của ngày thứ ba tuần Bát Nhật Phục Sinh lấy từ tin mừng Gioan chương 20 câu 11 tới câu 18. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần nói bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi. Tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng ở đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu mới nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi, xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà: "Maria." Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: "Rabuni," nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ thầy ở lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa là cha. Nhưng hãy đi gặp anh em của thầy và bảo họ, thầy lên cùng Chúa là cha của thầy, cũng là cha của anh em, và lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa," và bà kể lại những điều ấy như người đã nói với bà. Kính thưa quý bà và anh chị em, như con đã chia sẻ, để có thể gặp gỡ Chúa của bài ngày hôm qua là thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Và tuần Bát Nhật Phục Sinh này mời gọi chúng ta, mà hay được gọi là tuần của áo trắng, bởi vì thời đầu của mẹ hội thánh mời gọi những người tân tòng mới được lãnh nhận bí tích rửa tội đêm Phục Sinh mặc áo trắng, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở những người tín hữu đã tin, đó là nhớ lại bí tích thanh tẩy mà mình đã lãnh nhận, để mình mở ra cho ơn cứu độ của Thiên Chúa và kinh nghiệm một đấng thần linh đến ở với mình. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể kinh nghiệm biến cố Phục Sinh? Hôm qua con đã chia sẻ, chúng ta phải đến điểm hội tụ là Galilea, nơi đó những tương quan thân thiết với Chúa, để chúng ta có thể có kinh nghiệm được đấng Phục Sinh. Nhưng mà nếu chúng ta đến Galilea mà chúng ta không mở lòng chúng ta ra, liệu chúng ta có gặp được không? Chúng ta không khao khát đấng Phục Sinh, chúng ta có gặp được không? Thưa không. Trong bài tin mừng hôm nay nói cho chúng ta như thế này: khi ông Phêrô và ông Gioan và các môn đệ cũng đi ra mộ vân vân, nhưng mà các ông thấy và các ông đi về, các ông không gặp gỡ được đấng Phục Sinh lúc đấy. Và bà Maria bà ở lại, bà khao khát, bà tìm kiếm. Có thể bà đang tìm kiếm xác thật, bà sợ bạn nào bạn đã thỉnh Chúa đi, mà sợ thật, cho bà đang đi tìm. Bà hỏi cái ông làm vườn này, rồi quay lại hỏi Chúa Giêsu: "Có rông, có lấy xác thầy tôi không?" Bà khao khát đi tìm Chúa, cho nên Chúa Phục Sinh đã cho bà gặp. Nhưng mà trước khi như thế thì con mời gọi quý bạn xem có một điểm như thế này: bà khóc, bà đứng bên mộ, và bà thấy trong mộ đấy có hai thiên thần và khăn đã xếp được ở đầu và ở chân. Ở đầu là điểm khởi đầu, chân là điểm kết thúc. Mà khởi đầu với kết thúc thì nhắc nhở quý ông bà anh chị em nhớ tới cái gì? Thiên Chúa của chúng ta là Alpha, là Omega. Đầu là Alpha và chân là Omega. Và ngôi mộ, bà khao khát đứng ở ngôi mộ, bà tìm kiếm Chúa. Mộ nói theo cái ngôn ngữ gọi là của những vị anh hùng hay là những vĩ nhân hay những nhà lãnh đạo là lăng tẩm. Mà nơi lăng tẩm của những người ấy là lưu giữ những hình ảnh, những thứ thân thương còn sót lại của người đó, và hay lưu lại những ý muốn, những ý định của người đó.
Vậy thì bà Maria Magdala, bà lưu luyến ở cái nơi ngôi mộ này, bởi vì bà biết nơi này như kiểu là mộ, là lăng tẩm đấy, là nơi mà tất cả những cái gì thân thương còn sót lại, những giây phút cuối đời của Chúa Giêsu. Và vì vậy bà khao khát tìm kiếm, nên bà gặp gỡ được đấng phục sinh. Cho nên khi gặp gỡ được rồi thì bà mới, câu cuối cùng của bài tin mừng nói nên, bà về, bà nói với những người khác rằng: tôi đã thấy Chúa, tôi đã thấy Chúa. Xin cho chúng ta chỉ có thể thấy Chúa khi chúng ta khao khát, tìm kiếm và gắn bó với những gì liên can tới Chúa. Và để gắn bó với Chúa, thưa quý bà anh chị em, chúng ta phải đi vào trong đời sống cầu nguyện. Và khi đi vào trong đời sống cầu nguyện, chúng ta đọc được những thánh ý Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa, con không xin Ngài cất con khỏi đau khổ. Khi chúng ta đọc được thánh ý Chúa, không xin Ngài cất cho con khỏi đau khổ, nhưng xin Ngài đừng bỏ rơi khi con gặp đau khổ. Để rồi giữa những thung lũng, những chuân chuyên chồng chành chao đảo của kiếp nhân sinh, của kiếp con người, chúng ta ý thức rằng không cầu nguyện thì không có đức tin, mà không có đức tin thì không có tình mến, mà không có tình mến thì làm sao mà chúng ta có thể không sinh ra kiêu ngạo, không sinh ra tự mãn, làm sao chúng ta có thể đi liên đới với tình thương mến thương với Thiên Chúa được. Mà khi đã kiêu ngạo, chúng ta cậy vào khả năng của mình, thì chúng ta hoàn toàn thuộc về thế lực của sự dữ, thế lực của ma quỷ. Vậy xin Thiên Chúa như bà Maria Magdala, các môn đệ hôm nay cũng ra mộ, nhưng mà các đấng này không có tha thiết, không có ở lại, không gắn bó, không tìm kiếm, nên không gặp gỡ được đấng phục sinh. Xin cho chúng ta đang là những người có đạo, chúng ta cũng ra mộ đấy, chúng ta cũng đến nhà thờ đấy, chúng ta cũng giữ đấy, nhưng mà chúng ta không khao khát, không tha thiết, không tìm kiếm, cho nên cuộc đời của chúng ta nó vẫn cứ lằng nhằng, nó chưa lan tỏa niềm vui của đấng phục sinh. Vậy xin cho chúng ta noi gương như bà Maria Magdala, tìm kiếm đến nơi ngôi mộ, nơi tình thương mến thương của Thiên Chúa, để rồi chúng ta khao khát, chúng ta tìm kiếm, chúng ta sẽ gặp gỡ được Ngài. Xin Thiên Chúa thánh hóa và chúc lành cho chúng ta.